em làm video này để giúp mọi người có thể tìm hiểu dễ dàng hơn về sản phẩm màn xếp ở bên em. Màn xếp ở bên em sử dụng 100% khung xương bằng inox, các khớp gấp mở màn đều bằng thép. Màn có hai khớp định vị ở hai bên hông màn giúp liên kết các cái đầu xương lại, cả màn thành một khối hoàn chỉnh, chắc chắn và vững chãi. Vải màn dai, mắt màn nhỏ, muỗi thậm chí là dĩn cũng không thể chui lọt. Và ở phần chân màn được thiết kế thêm một cái lớp chân màn như thế này để đảm bảo là muỗi không có thể chui lọt được vào trong màn. Một số khách hàng và cửa hàng có hỏi em là cái màn xếp này có cần làm cửa hay không, và gấp mở màn có dễ dàng hay không. Thì hôm nay em sẽ thao tác luôn cho mọi người xem nhé. Cái màn xếp này thì theo em không cần làm cửa, bởi vì là mình kéo khóa cửa ấy, thì mất thời gian hơn là lật màn. Lật màn dễ và nhanh hơn. Ngoài ra thì nó cũng đẹp hơn về thẩm mỹ. Thứ hai là chỉ có một lưu ý là khi mà mình nhấc màn, mình ra vào màn ấy, thì mình sẽ giữ một cái tay ở đây này, và nhấc tay còn lại thì nhấc màn để ra vào nó có thể dễ dàng hơn. Và thứ hai là về cái phần gấp màn ấy, thì gấp màn rất là dễ, mình xếp màn lại, xếp màn vào mình gấp hai chân lại và cuộn màn lại là xong. Bây giờ thì em sẽ thao tác thực tế cho mọi người xem nhé. Bây giờ thì em sẽ gấp màn vào nhé. Em sẽ vào màn lại rồi em sẽ gấp màn lại để mọi người xem. Em hy vọng video này có thể giúp mọi người hiểu hơn về sản phẩm. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì cứ hỏi em nhé.